giặt áo cầu ao đó, xuống cái cầu ao ra giặt, giặt đây đó, giặt, giặt ngay đây luôn, giặt nước đây đó. Rồi mình uống nước hả? Xem chị giờ giúp bố sẽ không lục bình, lục bình, lục bình, lục bình bóng tiền, lục bình để làm gì chị? Là sau này người ta có thể nghiên cứu, ta thắt cái dây đó, ta làm mấy cái đồ mỹ nghệ đó, ghế rồi kia. Bác tài xế bác nói cái bông lục bình ăn ngon lắm. Ô vậy à? Ờ, bông nghe nói lục bình là cái bông màu tím tím. Nó trôi, còn sen thì nó ở trong cái hồ sen, nó không có trôi. Nó súng, em tưởng nó ô, cái mít, chế mít là thôi. Mở cửa gió ta. Oh shit, man. Oh my God. Oh my God, help me.